Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Vây tứ bề Trung Quốc, Tố Mỹ dùng gậy, loạn Hồng Kông, Bắc Kinh lo cách mạng màu. Vâng, các bạn cũng đã biết cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đã diễn ra trong suốt thời gian qua và gây ra những tác hại rất to lớn cho toàn cầu. Nhưng tác hại lớn nhất là đối với Trung Quốc, vì rất nhiều những công ty sau khi cuộc chiến thương mại xảy ra, họ đã lo sợ vào việc Mỹ đánh thuế vào những mặt hàng xuất sang Hoa Kỳ, cho nên họ đã chuyển rất nhiều nhà máy và công xưởng từ Trung Quốc đi các nước khác, và làn sóng này dường như chưa dừng lại và ngày càng nhiều hơn. Và Trung Quốc ngày hôm nay đã lớn tiếng tố cáo và ám chỉ Mỹ đã dùng chính sách cây gậy để ngăn cản sự phát triển của nước này. Và đây là hình ảnh mà bài báo trên trang báo quốc tế ở nước ngoài đã đăng tải. Trung Quốc gay gắt đả kích Mỹ tại diễn đàn quốc phòng Bắc Kinh. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa nghiêm chào trước bài diễn văn khai mạc diễn đàn Tương Sơn ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày hôm nay 21 tháng 10 năm 2019. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc hôm 21 tháng 10 đã đả kích chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, nói rằng Bắc Kinh không thể nào nao núng trước các biện pháp trừng phạt của Mỹ hay áp lực và chính sách cây gậy của Mỹ, đồng thời lặp lại lời đe dọa sẽ dùng sức mạnh quân sự để buộc các chế độ dân chủ, tự trị của đảo Đài Loan phải chấp nhận quyền cai trị của Bắc Kinh. Tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ Viện, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc không trực tiếp nêu tên Hoa Kỳ trong bài phát biểu khai mạc diễn đàn Tương Sơn, một hội nghị thường niên của Bắc Kinh theo khuôn mẫu của các hội nghị đa phương như đối ngoại Sri Lanka ở Singapore. Nhưng ông Ngụy lặp lại những luận điệu mà Bắc Kinh dường như thường đưa ra tố cáo Washington và các đồng minh phương Tây là theo đuổi chính sách nhằm kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc. Và chỉ trích trên được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đưa ra ngay hôm khai mạc diễn đàn Tương Sơn ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày hôm nay, và điều đó rất đặc biệt. Và tiếp đó, một số bài báo quốc tế đã đăng tải hàng loạt những cái phát biểu và phát ngôn của ông. Và tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin về phát biểu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, đề cập đến điều mà Trung Quốc coi là hành động can thiệp không chính đáng của Hoa Kỳ và các vấn đề nội bộ của các nước khác. Ông Ngụy tuyên bố Trung Quốc không chấp nhận cũng như không hề nao núng trước hành động của Washington. Và đây là bài báo mà chúng tôi cũng sẽ chia sẻ sau đoạn video này để các bạn có thể tự đọc và tham khảo rất nhiều thông tin hữu ích về tình hình quốc tế của thế giới, và trong đó có liên quan đến Việt Nam. Và Trung Quốc cũng lớn tiếng đe dọa sẽ sát nhập Đài Loan bằng mọi biện pháp. Và đây là hình ảnh mà các bạn cũng có thấy trong một bài báo đó đã đăng tải. Trong bài diễn văn khai mạc diễn đàn quanh chủ đề duy trì trật tự quốc tế và thúc đẩy hòa bình ở châu Á Thái Bình Dương, tướng Ngụy Phượng Hòa tuyên bố không một ai và không một lực lượng nào có thể ngăn cản bước tiến của Trung Quốc hướng tới việc sát nhập Đài Loan. Ông Ngụy nhấn mạnh Trung Quốc sẽ không bao giờ cho phép các quần phần tử ly khai tranh đấu cho một Đài Loan độc lập, nắm được cơ hội, và cũng không cho phép bất kỳ một lực lượng bên ngoài nào can thiệp vào các vấn đề của Đài Loan. Viên tướng Trung Quốc tuyên bố thống nhất với mẫu quốc là hướng đi đúng, và có hoạt động ly khai rồi sẽ thất bại. Đài Loan tách ra khỏi Trung Quốc trong cuộc nội chiến vào năm 1949, và từ đó đến nay được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của quân đội và các nhà ngoại giao Hoa Kỳ, bất chấp Mỹ không có quan hệ chính thức với Đài Loan, tức là không có quan hệ chính thức nhưng Mỹ vẫn ủng hộ đất nước này rất mạnh mẽ. Và Trung Quốc cũng ám chỉ Mỹ và đổ lỗi cho các thế lực này đang tiến hành cách mạng màu tại Hồng Kông. Và điều đó cũng đã được lan tải trong bài báo. Và chúng ta có thể thấy đây là hình ảnh ngày hôm nay 21 tháng 10 năm 2019, cảnh sát và chó đã trấn áp biểu tình tại Hồng Kông. Viên tướng Trung Quốc đã tung ra những phát biểu đó ngay giữa lúc căng thẳng đang lên cao giữa hai nước về một loạt các vấn đề kinh tế và an ninh, từ thương mại và chuyển giao công nghệ cho tới các vấn đề Hồng Kông và Biển Đông. Và để gần lại, các bạn sẽ thấy là biểu tình Hồng Kông ngày hôm nay rất nhiều hình ảnh đã được phát đi, và trong nước ở Việt Nam thì dường như rất ít đưa những thông tin này. Và tại Đài Loan, các bạn cũng đã chứng kiến sự khẳng định chắc chắn của người đứng đầu lãnh đạo Đài Loan này về việc Trung Quốc tìm mọi cách sát nhập lại. Và đây là lãnh đạo Đài Loan cứng rắn bác bỏ đề nghị một quốc gia hai chế độ của ông Tập Cận Bình. Đây là hình ảnh của lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn. Bên cạnh đó, bà Thái Anh Văn còn nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán giữa hai bờ eo biển cần được tiến hành giữa các chính quyền, và yêu cầu Bắc Kinh thấu hiểu những tâm tư và nguyện vọng của những người dân đảo Đài Loan. Trong bài phát biểu vào đầu năm mới 2019, bà Thái đã kêu gọi Trung Quốc sử dụng những biện pháp hòa bình để giải quyết những khác biệt và bất hòa với Đài Loan, và phải tôn trọng những giá trị dân chủ của đảo này.
mối quan hệ giữa Trung Quốc và Đại Lục và Đài Loan đã trở nên căng thẳng hơn kể từ sau khi bà Thái Anh Văn, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tiến Bộ, viết tắt là DPP, lên nắm quyền lãnh đạo đảo này kể từ năm 2016. Bà Thái thường xuyên thể hiện thái độ không công nhận chính sách một Trung Quốc, khiến lãnh đạo Đại Lục không hài lòng. Kể từ đó đến nay, Bắc Kinh đã tăng cường các hoạt động đe dọa, phô diễn sức mạnh gần khu vực đảo này, điển hình là việc tiến hành các cuộc tập trận và tuần tra bao vây đảo. Và tất nhiên, trong thời gian đó thì Đài Loan cũng đã bắn thử hơn 100 quả tên lửa. Ngoài ra, Trung Quốc còn can thiệp vào các mối quan hệ quốc tế của Đài Loan hay thuyết phục các đồng minh của Đài Loan từ bỏ quan hệ ngoại giao với đảo này. Và cũng thời điểm này, Trung Quốc tiếp tục xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trên hơn 3 tháng qua khi đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống hùng hổ xông vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và thông tin mới nhất là ngày hôm nay, 21 tháng 10 năm 2019, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn để biết đường đi và hải trình của chiếc tàu này vẫn đang trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đây là hải trình nhà nghiên cứu của Phạm Thắng Nam chia sẻ hôm nay 21 tháng 10 năm 2019. Hải Dương 8 vừa quay đầu đổi hướng chạy theo hướng Đông Bắc. Lúc 6 giờ 26 phút chiều nay ngày 21 tháng 10 năm 2019, tàu Hải Dương 8 đã quay đầu đổi hướng và chạy theo hướng Bắc Đông Bắc. Như vậy, Hải Dương 8 đã không tiếp tục đi xuống phía Nam đến khu vực đảo Đá Lát, Phúc Tần như ta dự kiến. Nhiều khả năng Hải Dương 8 sẽ quay về đá chữ thập để tiếp tế nhiên liệu, thực phẩm, sửa chữa thiết bị. Cũng còn khả năng Hải Dương 8 sẽ tạo một vùng khảo sát mới, phân vùng C nằm bên phải phân vùng A, tuy nhiên khả năng này ít hơn. Và nếu để gần lại hình ảnh này các bạn thấy chia sẻ ngày hôm nay thì đường đi của tàu Hải Dương 8 này dường như đã gần như hoàn thiện và họ đi rất thẳng và rất đều. Và với những hình ảnh này thì chúng ta thấy rất rõ là chủ quyền của Việt Nam đang bị đe dọa một cách rất nghiêm trọng và cực kỳ nghiêm trọng. Mà Hải quân cũng như những đội tàu của Việt Nam không làm cách nào có thể đưa những và yêu cầu Trung Quốc ra khỏi lãnh hải của Việt Nam. Và điều này đang được rất nhiều nước trên thế giới quan tâm, chú ý. Và nó cũng rất nguy hiểm cho những người ngư dân của Việt Nam khi đi ra đánh bắt cá ở ngay trong vùng quyền đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng họ không được bảo vệ vì những chiếc tàu này họ sẵn sàng hút thủng và đổ và chìm những cái tàu lại gần tàu Hải Dương 8. Và ngoài ra, trước đó hôm 16 tháng 10, Trung Quốc cũng đã lên tiếng yêu cầu Việt Nam cần phải hợp tác với Bắc Kinh để thảo luận các tranh chấp ở Biển Đông, bao gồm khu vực bãi Tứ Chính. Và chúng ta có thể xem những thông tin này để các bạn có thể biết chi tiết hơn. Trung Quốc kêu gọi Việt Nam đối thoại về Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã nói: Bắc Kinh yêu cầu Hà Nội đối thoại hòa bình để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông sau khi Việt Nam đẩy mạnh lên án Trung Quốc vi phạm chủ quyền. Báo Duyệt China Morning Post, tức là tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, trích lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói tại cuộc họp báo vào hôm thứ Tư ngày 16 tháng 10 năm 2019 rằng: Chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông thông qua đối thoại và đàm phán để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông thông qua các hành động thiết thực. Và đây là lời nói của Bộ Ngoại giao Trung Quốc mà các bạn ở trong nước, báo chí trong nước đã không đăng tải. Và điều này đang giấu giếm hơn 90 triệu người dân Việt Nam về việc sự việc rất nghiêm trọng và căng thẳng đang diễn ra ở bãi Tứ Chính và Trung Quốc đã khẳng định đó là chủ quyền của họ. Tuy nhiên, Trung Quốc hiện nay cũng đang gặp phải khó khăn rất lớn trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, đã khiến tăng trưởng chậm lại và nhiều công ty, nhà xưởng đã bỏ đi để sản xuất ở nước khác và trong đó có Việt Nam. Và đây là một điều mà Trung Quốc đang rất không vừa lòng với những cái nước xung quanh như Việt Nam. Và điều đó cũng có thể dẫn đến cái việc mà Trung Quốc sẽ tiếp tục có những hành động gây hấn tiếp theo. Mà cụ thể nhất các bạn cũng đã thấy là gần đây, trong thời gian ít ngày qua, thì những cái mặt hàng nông sản của Việt Nam đã bị đình trệ việc xuất khẩu vào Trung Quốc qua đường biên giới phía Bắc, vì có lẽ đây là một trong những cái bước mà Trung Quốc bắt đầu đưa Việt Nam vào tầm ngắm để họ áp chế những cái biện pháp khi họ mong muốn để Việt Nam đạt những cái điều mà Việt Nam bắt buộc phải làm. Và về phía Hoa Kỳ, các quan chức Mỹ cũng đã đưa ra những đánh giá cứng rắn về các cố gắng của Trung Quốc nhằm gạt Mỹ ra ngoài để trở thành cường quốc quân sự hàng đầu ở châu Á. Và đây là hình ảnh mà chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thêm để các bạn cũng biết. Hình ảnh ông David Stever, trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, đặc trách các vấn đề Đông Á, Thái Bình Dương. Trong cuộc điều trần hôm thứ Tư vừa rồi, trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ David Stever nhận định rằng Đảng Cộng sản cầm quyền ở Trung Quốc đang theo đuổi một tầm nhìn khác có tính đàn áp đối với khu vực. Tầm nhìn đó áp đặt một trật tự mới có lợi cho Trung Quốc và đặt Bắc Kinh vào vị thế cạnh tranh chiến lược với tất cả những ai muốn duy trì một
trật tự tự do và cởi mở giữa các quốc gia có chủ quyền trong một trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền. Về cuộc tranh chấp Biển Đông, ông Steve, trợ lý ngoại trưởng đặc trách các vấn đề về Đông Á-Thái Bình Dương, nói việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên gần như toàn bộ Biển Đông thể hiện qua cái gọi là đường chín đoạn phi lý của họ là không có cơ sở pháp lý, lịch sử và địa lý. Ông Steve đặc biệt chỉ trích việc Trung Quốc tuyên bố theo đuổi một bộ quy tắc ứng xử trên biển gọi là hòa bình với các bên khác trong khi cùng lúc sử dụng hải quân, lực lượng cảnh sát biển và các tác nhân khác để bắt nạt các nước láng giềng như Việt Nam và củng cố các yêu sách chủ quyền trong khu vực bằng cách xây dựng các tiền đồn trên các đảo nhân tạo. Và điều đó các bạn chứng kiến rất rõ trong thời gian vừa qua là Trung Quốc đã xây dựng những cái đảo mà chiếm được của Việt Nam thành những căn cứ quân sự rất lớn, và từ đó những máy bay quân sự có thể hạ cánh và cất cánh, cũng như đặt những cái khu để đặt tên lửa và từ đó bắn có thể vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam và đi vào các nước khác nữa, thì Việt Nam cũng nằm trong tầm ngắm đó. Và cũng hôm nay Quốc hội Việt Nam bắt đầu nhóm họp và đưa ra vấn đề Biển Đông và chương trình nghị sự. Cả Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội đều lên tiếng, nhưng vẫn như mọi khi họ không hề chỉ rõ nước nào đang xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà chỉ nói rất chung chung mà thôi. Và các bạn cũng đã thấy như đây hình ảnh của bà Chủ tịch Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cương quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Phát biểu khai mạc kỳ họp Quốc hội thứ 8 khóa 14, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Quốc hội sẽ thảo luận đưa ra những giải pháp kiên quyết để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Đây là hình ảnh của bà trong buổi phát biểu buổi sáng nay. Và ngoài ra thì ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có phát biểu, nhưng những phát biểu đó rất chung chung và chúng tôi xin chia sẻ với các bạn hình đã quay trực tiếp của buổi hôm nay. Tình hình Biển Đông gần đây diễn biến phức tạp, trong đó có việc vi phạm nghiêm trọng các vùng biển của Việt Nam được xác định theo luật pháp quốc tế trái với tuyên bố DOC và các thỏa thuận cấp cao. Đảng, nhà nước ta đã nhất quán chủ trương những gì thuộc về độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ chúng ta không bao giờ nhân nhượng, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. Chúng ta đã, đang và tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh bằng nhiều biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982 và đấu tranh trên thực địa, đồng thời gìn giữ môi trường hòa bình và quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước. Chủ trương đúng đắn, lập trường chính nghĩa của các nỗ lực của Đảng, nhà nước ta đã nhận được sự đồng tình, chung sức của nhân dân cả nước và sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Vâng, đấy là phát biểu của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, và các bạn thấy rất rõ trong phát biểu đó thì ông ta không hề nói đến việc là Trung Quốc là cái tác nhân hiện nay đang xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và trước đó thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng phát biểu và cũng không hề nói rõ cái điều đó. Thì điều này đã được ông Nguyễn Phú Trọng trước đó vào ngày 15 tháng 10 năm 2019 khi gặp cử tri thì ông ta cũng chỉ nói chung chung như vậy mà thôi. Thì như vậy là những lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam hiện nay họ vẫn tiếp tục có cái đường lối dường như là nước đôi và giữ khoảng cách đối với Trung Quốc, và điều đó dường sẽ bất lợi cho Việt Nam. Và bên cạnh đó, không biết vì lý do sức khỏe quá yếu hay vì lo ngại Trung Quốc mà chuyến đi Mỹ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dường như chưa thể thực hiện được theo quy định và theo dự lộ trình là vào tháng 10 này. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy trong một số trang truyền thông quốc tế cũng đã đăng tải. Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội vào 27 tháng 2. Có những dấu hiệu cho thấy Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ không thực hiện chuyến đi công du Mỹ đầy mong đợi trong năm nay vì những lo ngại về sức khỏe, theo các chuyên gia phân tích chính trường Việt Nam. Thì đây là hình ảnh các bạn có thể thấy xem. Và thay vào đó, người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam lại lên truyền hình và mạt sát các tướng lĩnh quân đội và công an cùng trí thức và người dân Việt Nam đã lên tiếng phản đối hành động xâm lấn chủ quyền của Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và chúng tôi xin chia sẻ đoạn video đó để các bạn cùng biết cái thái độ của ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tất cả có phải vì lấy quốc gia dân tộc không? Hay là chỉ có một số phần tử cố tình kích động, to tiếng lên, lên gân lên, ra vẻ ta là anh hùng, ta chỉ là yêu nước, ta yêu nước, còn Trung ương Đảng, chính phủ này không yêu nước à? Tổng Bí thư không yêu nước à? Vô trách nhiệm à? Thì mong các bác, hôm nay tôi thấy Mỹ rất hay là phải cảnh giác với những cái phần từ, những cái luận điệu xuyên tạc, đỉnh mắc mưu. Cho nên hôm nay tôi thật sự xúc động và thấy rất là cảm ơn các đồng chí đã nêu lên cái tinh thần này. Đó mà. Đặc biệt là bác Thước nói đấy,
đúng là đã chinh chiến rồi, kinh nghiệm lâu năm. Vâng. Đấy là những chia sẻ của ông Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trước cái sự xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc và trước cái việc người dân, các tướng lĩnh quân đội và công an đang phản đối Trung Quốc. Nhưng ông đã không hề nhắc tới Trung Quốc, và ông ngoài ra ông đã quay lại và để đả kích những cái người đã lên tiếng phản đối Trung Quốc. Và điều này thì chúng ta cần phải tiếp tục quan sát trong thời gian tới. Và với hoàn cảnh chớ trêu này, mặc dù cùng ý thức hệ chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội với Trung Quốc, nhưng Việt Nam lại bị chính người đồng chí của mình quay sang tìm cách thôn tính lãnh thổ rộng lớn trên Biển Đông. Giờ đây, Việt Nam còn duy nhất một cách, đó là tìm cách liên minh với các nước dân chủ phương Tây để bảo vệ tự do hàng hải, tự do hàng không, và trong đó thì có chủ quyền của Việt Nam. Muốn làm được điều này thì Đảng và Chính phủ Việt Nam cần vứt bỏ đi chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội đã lỗi thời và đầy đau khổ. Đây có lẽ cũng là mong muốn của trên 90 triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại bình luận, và chúng tôi sẽ phục vụ các bạn những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất trong thời gian sớm nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.